Kính chào toàn thể bà con nhân dân đã đến với Thế giới Dược liệu Xanh Nam Dược Phan Kỳ, kênh thông tin hữu ích cho sức khỏe đời sống. Trong video lần này, Thế giới Dược liệu Xanh xin giới thiệu đến bà con các quý ông về cây sâm cao. Đặc điểm nhận dạng cây sâm cao đỏ, mô tả, cây thảo, lá hẹp, cao 20-30cm, lá mọc tụ họp thành túm từ thân rễ, xếp nếp như lá cao, hình mũi mác hẹp. Phần thân rễ chính dạng củ, cắm sâu xuống đất. Ở dạng nguyên củ, sâm cao thường chia đốt rõ ràng, vỏ màu nâu đen, thân chỉ có một rễ chính, không phân nhánh, có các rễ con to bám quanh thân rễ chính. Thân rễ hình trụ dài, mọc thẳng, thót lại ở hai đầu, mang nhiều rễ phụ có dạng giống thân rễ. Sâm cao là dược liệu quý hiếm với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, sinh lý nam giới đã được nhiều nền y học trên thế giới thừa nhận và đưa vào sử dụng. Tuy vậy, lựa chọn và sử dụng sâm cao như thế nào cho đúng để đạt hiệu quả như mong muốn là điều mà không phải ai cũng biết. Sâm cao là loại cây ưa ẩm, ưa sáng và có thể hơi chịu bóng, thường mọc trên những nơi đất còn tương đối màu mỡ trong thung lũng, chân núi đá vôi hoặc ven nương rẫy. Cây sinh trưởng tốt trong mùa mưa ẩm, phần thân rễ chính dạng củ, cắm sâu xuống đất, hoa quả hàng năm, khi già tự mở để hạt phát tán ra xung quanh. Sâm cao phân bố ở một số tỉnh phía Nam Trung Quốc, Lào, Việt Nam và một vài nước khác ở Đông Nam Á. Ở Việt Nam, cây phân bố rải rác ở các tỉnh vùng núi, từ Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng. Tuy nhiên, trước những năm 1980, Sơn La và Hòa Bình khai thác quá mức, đến nay đã khan hiếm. Rễ cây sâm cao có chất cucurigin A giúp kích thích ham muốn tình dục mạnh, tăng tần suất, thời gian quan hệ, tăng sinh tinh gần 2 lần. Ngoài ra, thân và rễ sâm cao làm tăng khả năng sản xuất nội tiết tố nam, chống co thắt, làm thư giãn cơ, tăng cường hoạt động của tế bào lây đích của tinh hoàn, nơi sản xuất ra testosterone trong cơ thể làm tăng nồng độ. Một cách tự nhiên, đồng thời cũng giúp chống lại những bất thường về tinh trùng như tinh trùng yếu, chưa hoàn thiện hoặc kém chuyển động. Để sử dụng sâm cao đạt hiệu quả cao nhất, việc kết hợp với các dược liệu có tác dụng tương tự sẽ mang lại công năng vượt trội, trong đó phải kể đến nhung hưu bắc cực. Sâm cao cường tinh tráng thận, còn nhung hưu ích huyết, sinh tủy, cho nên khi cặp đôi này phối hợp với nhau sẽ đem lại tác dụng kép vượt trội, giúp da dẻ hồng hào, khí huyết đầy đủ, cơ thể cường tráng và sinh lý mạnh mẽ trở lại. Sâm cao còn được gọi là mao tiên, là một thảo dược vô cùng quý hiếm. Dược liệu này đã được nhiều nền y học cổ truyền trên thế giới ưa dùng với tác dụng bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới. Suốt hàng nghìn năm qua như là một loại thuốc chống lão hóa, chống suy giảm trí nhớ, làm tăng tuổi thọ. Tại Việt Nam, Trung Quốc, sâm cao được dùng để điều trị các trường hợp suy nhược cơ thể, đau lưng, viêm khớp, lạnh chân tay, chữa liệt dương, yếu sinh lý, tinh trùng yếu, vô sinh ở đàn ông bằng các bài thuốc tán bột hoặc rượu ngâm từ rễ của loài cây này. Chính vì thế, dân gian tương truyền sâm cao là cây gây bệnh nhớ vợ. Các chiến sĩ, cán bộ công tác vùng biên giới, được bà con mời uống rượu sâm cao đều đòi về quê thăm vợ. Kích thích ham muốn tình dục mạnh, tăng hưng phấn, tăng tần suất, tăng thời gian quan hệ, tăng sinh tinh tới 150%. Kết quả thử nghiệm cho thấy có sự gia tăng đáng kể hành vi tình dục, số lượng tinh trùng, tần suất quan hệ và nồng độ testosterone trong huyết thanh. Công thức này đã mở ra một liệu pháp chữa trị các chứng rối loạn tình dục thay thế các liệu pháp thuốc tân dược. Để làm rõ hơn tác dụng tăng testosterone của sâm cao, các nhà khoa học Ấn Độ tiến hành thử nghiệm lâm sàng, dùng sâm cao để điều trị cho 50 cặp vợ chồng vô sinh, với nguyên nhân là do người chồng ít tinh trùng, chất lượng tinh trùng kém, sinh lý yếu. Kết quả sau một tháng sử dụng, đời sống tình dục của các cặp đôi này đều được cải thiện đáng kể về tần suất và thời gian quan hệ. Sau 2 tháng, chất lượng tinh trùng được tăng lên rõ rệt, tinh trùng khỏe, số lượng tinh trùng đạt tới 90% so với người bình thường. Đặc biệt, sau 3 tháng, đã có 15 cặp vợ chồng trong số 50 cặp trên có con sau thời gian dài vô sinh. Tiến sĩ Bùi Thị Minh Giang, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2006 đã khẳng định, cao cồn thân rễ sâm cao có hoạt tính sinh dục nam mạnh nhất, tốt nhất cho nam giới. Bên cạnh đó, sâm cao còn được chứng minh giúp tăng cường hoạt động của tế bào lây đích của tinh hoàn, nơi sản xuất tới 95% lượng testosterone trong cơ thể, đồng thời cũng giúp chống lại những bất thường về tinh trùng như tinh trùng yếu, chưa hoàn thiện, kém chuyển động. Ngoài ra, hàng loạt các nghiên cứu còn cho thấy, rễ sâm cao chứa hoạt chất cucurigoxyge là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, thúc đẩy hình thành và tái tạo tế bào xương, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, tăng cường hoạt động của tim, làm giãn mạch vành. Từ những nghiên cứu trên có thể thấy sâm cao là thảo dược hiếm hoi trên thế giới, vừa bồi bổ sức khỏe toàn diện, vừa tăng cường chức năng sinh lý một cách mạnh mẽ và bền vững.
là thảo dược cần thiết cho đấng mày râu. Các loại sâm cau tự nhiên, sâm cau có làm hai loại, sâm cau đỏ và sâm cau đen. Một số người bán giải thích, sâm cau đỏ có màu hồng gần giống màu khoai lang tím. Bên cạnh đó, loài cây này rất quý và hiếm, trong khi lượng cầu trên thị trường lại rất cao. Vì vậy, có rất nhiều địa phương trồng sâm cau để bán, tiên mao nhân tạo cũng tốt cho sức khỏe, nhưng hàm lượng dược chất không thể cao như tiên mao rừng. Sâm cau đỏ có hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp, xuất tinh sớm, liệt dương. Sâm cau đỏ là loại được nhiều anh em tin dùng bởi hiệu quả của sâm cau đỏ với sinh lý nam rất cao, vị rượu sâm cau đỏ lại thơm ngon, khiến anh em rất thích. Nguồn sâm cau hiện nay được thu hái từ thiên nhiên, nên rất sạch và an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Tuy nhiên, sâm cau không nên dùng với liều lượng lớn vì chúng có tác dụng cường dương mạnh sẽ khiến hao tổn tinh lực. Một số đối tượng như âm hư hỏa vượng, cơ thể gầy yếu, sốt nhẹ về chiều, táo bón, nước tiểu vàng đỏ. Không nên dùng loại dược liệu này. Nếu bạn thích loại sâm vừa tốt cho sức khỏe, uống lại thơm ngon thì sâm cau đỏ là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn không coi trọng mùi vị mà quan trọng là tác dụng thì lựa chọn sâm cau đen cũng là một lựa chọn không tồi. Tin theo lời quảng cáo của người bán, không ít người đã chi cả triệu đồng để mua sâm cau về ngâm rượu. Với những công dụng tuyệt vời như vậy nên hiện nay sâm cau được nhiều quý ông săn đón, tìm mua về sử dụng, nhất là sâm cau ở Tây Bắc Việt Nam. Bởi sâm cau vùng này có nồng độ cuculoxi trong dịch chiết cao gấp 4 lần sâm cau khác trên toàn thế giới. Thạc sĩ Ngô Đức Phương, chuyên gia thẩm định dược liệu. Sâm cau vùng Tây Bắc là dược liệu quý hiếm được các quý ông săn đón, tìm mua với công dụng chữa liệt dương, yếu sinh lý, làm mạnh gân xương. Sâm cau đỏ chữa vô sinh, giúp bổ thận, tráng dương. Vô sinh, yếu sinh lý, không có ham muốn tình dục, là một trong những chứng bệnh phổ biến và đáng sợ ở nam giới hiện nay. Những căn bệnh này làm mất đi bản lĩnh đàn ông, khiến hạnh phúc của nhiều gia đình tan vỡ. Vậy sâm cau đỏ chữa bệnh gì và có tác dụng chữa yếu sinh lý, vô sinh hay không? Theo nghiên cứu, bệnh vô sinh nam giới chủ yếu do thận suy, tinh lạnh, tinh trùng trong tinh dịch ít. Vì vậy, sử dụng sâm cau đỏ sẽ có tác dụng tăng số lượng tinh trùng trong tinh dịch. Đặc biệt, các dược chất trong sâm cau còn giúp chống lại những bất thường ở tinh trùng nam giới như tinh trùng kém chuyển động, tinh trùng yếu. Từ đó, uống sâm cau hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn. Sâm cau có tác dụng tăng cường sinh lý, bổ thận, làm thư giãn cơ, chống co thắt, tăng cường hoạt động tế bào lây đích thuộc tinh hoàn. Kích thích ham muốn tình dục ở nam giới, từ đó tăng thời gian, tần suất quan hệ. Vì vậy, sử dụng sâm cau ngâm rượu giúp nam giới có được cuộc sống vợ chồng viên mãn và sung sức hơn. Uống rượu sâm cau chính là một trong những bí quyết phòng the giúp kéo dài thời gian mà nhiều cặp đôi áp dụng. Sâm cau đỏ chữa bệnh về vấn đề người cao tuổi mắc chứng tiểu tiện không kiểm soát hoặc bí tiểu. Nguyên nhân là do cơ chế ức chế của não khiến phản xạ ở bàng quang suy giảm, tuyến tiền liệt xuất hiện phì đại với các u lành. Điều này khiến người cao tuổi không kiểm soát được hành vi tiểu tiện. Chứng tiểu tiện không tự chủ gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống người cao tuổi. Người cao tuổi nên sử dụng sâm cau đỏ để điều trị bởi chúng có tác dụng kiểm soát phản xạ bàng quang, lợi tiểu, chữa tiểu són, tiểu đêm không tự chủ. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy bấm nút đăng ký để nhận những video mới nhất của chúng tôi.